Thông tin từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết số lượng hành khách qua cảng vẫn tăng trưởng nóng, liên tục lập đỉnh mới. Trong thời gian qua, cảng hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận số lượng phương tiện cá nhân ra vào đón khách cao gấp 3 lần so với trước đại dịch Covid-19, gây áp lực lớn đến luồng di chuyển và bãi đổ ô tô. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, tăng cường sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng để dễ dàng tiếp cận nhà ga. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa cho biết các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc sẽ phát hành hóa đơn điện tử từ 0 giờ ngày 1 tháng 7. Theo đó, các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc do doanh nghiệp này quản lý, khai thác sẽ không phát hành hóa đơn tự in hoặc hóa đơn in sẵn cho chủ phương tiện khi thanh toán phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Thay vào đó, tài xế sẽ nhận được phiếu thu tiền dưới hình thức tự in hoặc in sẵn để ra khỏi đường cao tốc. Sau đó, chủ phương tiện có thể tra cứu thông tin hóa đơn được kết nối với Tổng cục Thuế. Sáng 28 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đình chỉ công tác đại úy Lê Ngọc Minh là cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp để điều tra làm rõ về hành vi nghi nhận tiền làm căn cước công dân. Lãnh đạo thanh tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm. Bước đầu về nguyên tắc khi có dấu hiệu vi phạm thì Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ đình chỉ công tác để kiểm tra kiểm điểm lại. Thông tin ban đầu, đại úy Minh được cho là đã nhận tiền của người dân ở quận Gò Vấp để làm căn cước công dân. Ngày 28 tháng 6, Công an huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Võ Văn Mến, sinh năm 1985 và Huỳnh Thanh Long, sinh năm 1983, ngụ huyện Cần Giờ cùng hàng chục đối tượng khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo đó, trinh sát Công an huyện Cần Giờ phát hiện một trường gà quy tụ hàng chục người tham gia chơi mỗi ngày tại một khu đất vườn ở tổ 2 ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa. Qua đó, Công an xác định trường gà này do Mến và Long cấu kết cùng nhau đứng ra tổ chức, với mỗi trận gà cả hai tổ chức lên tới hàng chục triệu đồng. Gần 2 tháng đeo bám, vào trưa 24 tháng 6, hàng chục trinh sát Công an huyện Cần Giờ đã bao vây ập vào khu đất khi có hàng chục con bạc đang hăng máu sát phạt bằng hình thức đá gà. Tại hiện trường, công an thu giữ khoảng 200 triệu đồng, 9 điện thoại di động, gà và các phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc. Ngày 28 tháng 6, ông Nay Phila, giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã phát đi thông cáo báo chí thông tin sơ bộ vụ việc cháu bé 4 tháng tuổi tử vong sau khi thở khí dung tại bệnh viện. Trong đó có nội dung cho biết Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá, kiểm thảo việc bệnh nhi tử vong. Như tin đã đưa, ngày 24 tháng 6, chị Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ cháu H, đưa cháu H đến bệnh viện để điều trị viêm phổi. Sau 2 ngày điều trị, đến chiều 26 tháng 6, sức khỏe của cháu H đã bình thường, chơi ngoan và ăn ngủ đúng giờ. Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc cháu H đang ngủ thì điều dưỡng vào cho thở khí dung. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, cháu H yếu dần, người tím tái hơn, rồi mất lúc 9 giờ 27 phút ngày 27 tháng 6. Việc tham gia trừng phạt Nga theo lệnh cấm của Liên minh châu Âu khiến Thụy Sĩ hiện không còn là điểm đến hấp dẫn giúp kết nối các nhà sản xuất Nga với khách hàng trên khắp thế giới. Giới doanh nhân Nga dần chuyển hướng sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga ngày càng tăng, khiến việc giao thương của các công ty thuộc sở hữu nhà nước Nga trở nên khó khăn, bao gồm cả những công ty vận chuyển. Nhưng điều này lại tạo cơ hội cho UAE, quốc gia chưa áp đặt lệnh trừng phạt đối với cá nhân và thực thể Nga. Trước khi nổ ra căng thẳng ở Ukraine, UAE đã thu hút không ít giới nhà giàu Nga. Giờ đây, các doanh nghiệp nhà nước và các công ty hàng hóa tư nhân cũng đang theo xu hướng chuyển sang Dubai để tránh lệnh trừng phạt.